Tổng thống Barack Obama hôm thứ Năm phê phán quyết định bế tắc tại tối cao Pháp viện về vấn đề di dân, một trong những chủ trương quan trọng trong nhiệm kỳ của ông. The Hill trích thuật trong một thông cáo của Tòa Bạch Ốc nói rằng, Tổng thống bên vực việc phải sớm có những hành động nhằm giúp cho điều chỉnh hệ thống di trú của Hoa Kỳ trước sự bất động của Quốc hội. Theo thông cáo, có đoàn Tổng thống nói rằng, sự kiện tối cao Pháp viện hôm nay không đưa ra được một quyết định, không chỉ đẩy lùi xa với hệ thống mà còn đẩy chúng ta xa với một đất nước mà chúng ta muốn hòa nhập. Tổng thống Obama muốn đồng nhất hành động trong việc bảo vệ hàng triệu bậc cha mẹ, có con em, có quốc tịch Mỹ hoặc thường trú nhân, khỏi bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ, đồng thời mở rộng một chương trình tương tự áp dụng đối với những di dân bất hợp pháp có con nhỏ. Nhưng biểu quyết của các thẩm phán tối cao Pháp viện với tỷ số ngang bằng 4-4 khiến một tòa dưới có thể đưa ra phán quyết, chặn các chương trình của Tổng thống để không trở thành hữu hiệu. Tổng thống nói rằng sự bế tắc là điều đau lòng và phẫn nộ đối với hơn 4 triệu người đáng ra phải được hưởng các quyền lợi từ chương trình đó. Ông Obama này sẽ dùng quyết định này như là tiếng nói phê phán của phe Dân Chủ trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới đây. Tổng thống chỉ trích phe Cộng Hòa ngăn cản không cho xét đến việc ông đề cử ông Merrick Garland vào Viện Tối cao Pháp viện. Ông nhấn mạnh rằng chương trình ông đưa ra không thể có hiệu lực một khi tòa chưa có đủ được 9 thẩm phán. Tổng thống cũng tấn công phe Cộng Hòa, trong đó ứng cử viên Donald Trump, người có triển vọng được đề nghị đại diện đảng ra tranh cử ghế Tổng thống, về đòi hỏi phải cứng rắn hơn đối với vấn đề di dân. Ông muốn nói đến tuyên bố trước đây của ông Trump khi đòi xây bức tường dọc theo biên giới phía Nam Hoa Kỳ và bắt Mexico phải trả tất cả các chi phí.